Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Hải Phòng 24/7 của báo Hải Phòng điện tử với những thông tin đáng quan tâm được đăng tải trong báo Hải Phòng hàng ngày số ra hôm nay, 30 tháng 6. Mở đầu sẽ là thông tin về hoạt động tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ và 6 tháng đầu năm 2023 của một số cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố trong ngày 29 tháng 6. Trên trang nhất báo Hải Phòng ngày hôm nay đưa tin về hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố. Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Quận ủy Ngô Quyền, Quận ủy Lê Chân, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng năm 2023, bổ khuyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Cùng ngày, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ 6 tháng năm 2023. Từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 6, đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố do đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo bài viết, đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố quảng bá xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Hàn Quốc, rộng mở cơ hội hợp tác, thu hút dòng vốn FDI trên trang 2, chuyến đi đạt nhiều kết quả nổi bật và thành công tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, thu hút dòng vốn FDI vào Hải Phòng trong thời gian tới. Ngày 29 tháng 6, các thí sinh hoàn thành những bài thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Trang nhất và trang 8 báo Hải Phòng ngày hôm nay có bài viết kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, đề thi bám sát chương trình có sự phân loại cao, mang đến cho bạn đọc những thông tin tổng hợp liên quan đến kỳ thi quan trọng này. Từ đầu năm đến nay, huyện Cát Hải đẩy mạnh các giải pháp để chuyển đổi số, nhất là trong lĩnh vực du lịch, ngành kinh tế chủ lực của huyện. Bài viết Huyện Cát Hải đẩy mạnh ứng dụng số trong du lịch trên trang 3 cho biết, huyện Cát Hải đã áp dụng nhiều giải pháp có hiệu quả, từng bước giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch, từ đó đem lại hình ảnh đẹp trong mắt du khách. Cũng trong mục tăng tốc chuyển đổi số trên trang 3, báo Hải Phòng ngày hôm nay thông tin về việc Hội đồng Nhân dân huyện An Lão đầu tư 1,9 tỷ đồng cho kỳ họp số. Huyện An Dương tiếp nhận giải quyết 664 hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử. Quận Ngô Quyền tích hợp 54 camera giám sát vào trung tâm IOC. Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam ra mắt sổ tay chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực chế biến và phân phối thực phẩm. Sở Văn hóa và Thể thao vừa công bố kế hoạch sáng đèn nhà hát thành phố, nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách, nhất là công chúng yêu nghệ thuật thành phố. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố mong muốn gì khi thực hiện kế hoạch sáng đèn nhà hát thành phố? Kế hoạch sáng đèn nhà hát thành phố có gì khác so với đề án sân khấu truyền hình Hải Phòng? Với tiêu đề sáng đèn nhà hát thành phố, điểm hẹn mỗi dịp cuối tuần. Mục vấn đề hôm nay trên trang 7 thông tin tới bạn đọc nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên báo Hải Phòng và đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng chung quanh nội dung này. Báo Hải Phòng số ra hôm nay còn có một số thông tin đáng chú ý khác. Theo Cục Thống kê Thành phố, trong 6 tháng qua, kinh tế xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 9,94% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 3 cả nước và thứ nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Từ đầu năm đến nay, thành phố tổ chức 2 đợt trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo tại các huyện Thủy Nguyên và Tiên Lãng. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với cơ sở tôn giáo không chỉ đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các cơ sở tôn giáo mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đất đai. 6 tháng cuối năm, thành phố phấn đấu khởi công 3 cụm công nghiệp. Ban chỉ đạo cuộc thi tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những bông phượng đỏ trên các ấn phẩm của báo Hải Phòng phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng và hiệu quả cuộc thi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Hải Phòng 24/7 do báo Hải Phòng Điện tử thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.